Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Tại sao Mỹ tức giận, Nga bình thản khi Trung Quốc đem tàu chiến khuấy đục Biển Đông? Thưa các bạn, theo Đô đốc Harry Harris, Mỹ sẵn sàng đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông khi nước này công khai kế hoạch triển khai hàng không mẫu hạm của mình. Theo China News, hôm 23 tháng 12, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Trung Quốc là Liêu Ninh mang theo nhiều chiến đấu cơ và trực thăng tổ chức tập trận tại Hoàng Hải. Trong nội dung diễn tập, những chiếc tiêm kích J-15 xuất phát từ tàu Liêu Ninh và phóng tên lửa trúng các mục tiêu đã định. Chỉ đạo trực tiếp cuộc diễn tập này là Chỉ huy trưởng Hải quân Amiral Gu Xiaoling của Hải quân Trung Quốc. Dù Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định tàu sân bay Liêu Ninh đang tập trận Hoàng Hải, nhưng không nói điểm đến tiếp theo của tàu này. Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn cầu nhận định Biển Đông sẽ là điểm đến tiếp theo của tàu Liêu Ninh. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ mới có tàu sân bay Liêu Ninh được hạ thủy hồi tháng 9 năm 2012. Tàu Liêu Ninh chủ yếu được coi là tàu sân bay thử nghiệm, được tân trang sau khi thân tàu này được mua từ Ukraine và đi vào hoạt động từ năm 2013. Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lại chỉ có một tàu sân bay mua lại từ một quốc gia Liên Xô cũ và chiếc tàu này không hề xứng tầm với sức mạnh kinh tế của nước này. Dù Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng của nước này ở mức hai con số và đã mua được nhiều chiếc tàu sân bay đầu tiên, tầm ảnh hưởng về quân sự của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới còn xa mới đạt được mức như Mỹ hiện nay. Hiện Bắc Kinh đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á và tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á ngày càng căng thẳng. Và dù Trung Quốc đang có những động thái cho thấy Liêu Ninh đã sẵn sàng được nước này đưa xuống Biển Đông, nhưng theo nhận định của hãng Reuters, sớm nhất cũng phải hết năm 2017, Hải quân Trung Quốc mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Thông tấn Anh dẫn nguồn tin quân sự cho biết, chiếc tàu tiếp tế duy nhất biên chế cho biên đội tàu Liêu Ninh đến nay vẫn chưa thể bước vào giai đoạn hoàn thiện. Con tàu này có lượng giãn nước tối đa hơn 40.000 tấn, tốc độ 25 hải lý trên giờ. Chuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc dự tính đưa tàu 901 vào phục vụ nửa cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Giới quân sự Bắc Kinh coi 901 là con tàu có ý nghĩa quan trọng với tàu sân bay Liêu Ninh trong nhiệm vụ tác chiến đường dài. Hình ảnh trên các trang tin quân sự Trung Quốc cho thấy, nước này cũng đang đóng thêm một tàu bảo dưỡng cho tàu sân bay, thường được gọi là tàu bảo mẫu. Con tàu này cũng đang trong giai đoạn sắp hoàn thành. Trước những động thái khá rõ ràng của Trung Quốc tại Biển Đông, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Hải quân Harry Harris cho biết Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc tại Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời Đô đốc Harry Harris, Mỹ không cho phép việc lãnh thổ chung bị đơn phương kiểm soát, dù cho có bao nhiêu căn cứ được xây trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Khi có thể, Mỹ sẽ hợp tác nhưng cũng sẵn sàng đối đầu nếu ở tình thế bắt buộc. Ông Harris nói thêm, cuộc chiến đầu tiên của Mỹ sau độc lập là để đảm bảo tự do hàng hải. Đây là mục tiêu lâu dài và là một trong những lý do khiến chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Tuyên bố này của Đô đốc Harris dự kiến sẽ khiến tình hình giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng hơn sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan và xem xét lại chính sách một Trung Quốc. Mỹ nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA, bác bỏ cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc, thâu tóm Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn bỏ ngoài tai. Mỹ ước tính trong vòng 3 năm qua, Trung Quốc đã xây thêm 1.300 hectare đảo nhân tạo tại Biển Đông, xây dựng đường băng, nhà chứa máy bay, hải cảng. Đáp lại, Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tuần tra theo phương châm tự do hàng hải tại khu vực này. Lần gần nhất là vào tháng 10 năm 2016, hãng tin Reuters cho biết các cuộc tuần tra này đã làm Bắc Kinh tức giận. Vào hồi tháng 7 năm 2016, một quan chức cao cấp của Trung Quốc đe dọa các cuộc tuần tra có thể kết thúc trong thảm họa. Thưa các bạn, vậy Trung Quốc đưa Liêu Ninh xuống Biển Đông, tại sao Nga lại im lặng? Nhiều nước lên tiếng bày tỏ lo ngại khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi xuống Biển Đông, trong khi Nga vẫn im lặng.
Hãng thông tấn Reuters ngày 26 tháng 12 cho biết, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc với 5 tàu lớn hộ tống đã đi đến phía Bắc Biển Đông. Trước đó, China News đưa tin, hôm 23 tháng 12, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Trung Quốc đã mang theo nhiều chiến đấu cơ và trực thăng tổ chức tập trận tại Hoàng Hải. Trong nội dung diễn tập, những chiếc tiêm kích J-15 xuất phát từ tàu Liêu Ninh và phóng tên lửa trúng các mục tiêu đã định. Chỉ đạo trực tiếp cuộc diễn tập này là chỉ huy trưởng Hải quân Amiral Gu Xiaoling của Hải quân Trung Quốc. Trả lời trước báo chí, ông Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hoạt động của tàu Liêu Ninh được thực hiện theo các quy định của quốc tế. Tàu Liêu Ninh thực hiện chuyến đi trong khuôn khổ tự do hàng hải được quốc tế quy định và Trung Quốc hy vọng các nước tôn trọng quyền này của Trung Quốc, ông Hoa Xuân Ánh nhấn mạnh. Hoạt động của tàu Liêu Ninh trên Biển Đông đã khiến nhiều quốc gia trong khu vực cảnh giác, bày tỏ lo ngại. Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, tàu sân bay Liêu Ninh được 5 tàu chiến hộ tống đã đi qua nhóm đảo Prata, mà hòn đảo này đang kiểm soát, và hướng xuống phía Tây Nam. Trước đó, nhóm tàu này đi qua khu vực Basi, nằm giữa Đài Loan và Philippines. Trong khi đó, hãng tin NHK cũng dẫn lời tránh văn phòng nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga, đưa ra thông báo nước này đang theo dõi sát sao việc tàu sân bay Trung Quốc tập trận trong khu vực. Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ Nhật Bản xác nhận tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Thái Bình Dương. Chúng tôi đề cao cảnh giác vì điều này cho thấy Hải quân Trung Quốc có tiềm lực mạnh hơn trước, ông Suga nhấn mạnh. Không chỉ vùng lãnh thổ Đài Loan hay Nhật Bản cảnh giác, hành động lần này của Trung Quốc đang khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại. UPI đưa tin, Philippines cũng tuyên bố đã theo dõi kỹ càng khi đoàn tàu sân bay và tàu chiến Trung Quốc đi qua Biển Đông. Thưa các bạn, khi đưa xuống Biển Đông để khiêu chiến, Trung Quốc gọi tàu Liêu Ninh là chuột bạch. Tham vọng của Trung Quốc đã lộ rõ. Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc mới đây đã lần đầu tiên tiến ra Tây Thái Bình Dương để tiến hành huấn luyện quân sự. Sau đó, nhóm tàu Liêu Ninh ngày 26 tháng 12 đã đi qua vùng biển phía nam đảo Đài Loan và di chuyển theo hướng Tây Nam ở khu vực phía Bắc Biển Đông. Trong khi sự hiện diện của tàu Liêu Ninh làm dấy lên lo ngại sự bành trướng và sức mạnh của Hải quân Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương được đẩy lên một tầm cao mới, chính phủ Trung Quốc tuyên bố đây là hoạt động bình thường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 26 tháng 12 nói rằng các hoạt động huấn luyện quân sự trên biển của nước này phù hợp với luật quốc tế. Tàu sân bay Liêu Ninh của chúng tôi cũng phải được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế. Bà Hoa nói, tàu sân bay Trung Quốc sẽ đi qua chuỗi đảo thứ hai tới Đông Thái Bình Dương. Theo định nghĩa của chính phủ Trung Quốc, tàu sân bay Liêu Ninh chỉ là vật thử nghiệm khoa học của Hải quân. Bắc Kinh tham vọng sở hữu nhiều tàu sân bay hơn trong vài năm tới. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đánh giá, tàu sân bay Liêu Ninh không chỉ là vật thí nghiệm về kỹ thuật, mà còn đóng vai trò thử lửa trên phương diện địa chính trị, một công cụ để Bắc Kinh đánh giá phản ứng của các thế lực chủ chốt trên thế giới trước sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc. Trung Quốc xác định các lợi ích cốt lõi của họ đều nằm ở vùng biển xung quanh như Biển Đông và Hoa Đông, nhưng tàu sân bay vẫn là một công cụ nằm trong chiến lược viễn dương hóa phạm vi hoạt động của quân đội, từ đó bành trướng và phân tán rộng khắp lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh và giảm áp lực ở các vùng biển duyên hải Trung Quốc. Sau khi các máy bay của không quân Trung Quốc thường thái hóa việc bay cho chuỗi đảo thứ nhất ra Tây Thái Bình Dương kể từ hồi tháng 9, Bắc Kinh đặt mục tiêu tiếp tục xuyên qua chuỗi đảo thứ hai, vùng biển mà các chiến hạm Trung Quốc chưa từng tiếp cận theo hình thức tuần tra. Hoàn Cầu tuyên bố, sớm muộn gì hạm đội của Trung Quốc cũng tới Đông Thái Bình Dương để tuần tra. Đến khi nhóm tàu sân bay Trung Quốc có đủ khả năng xuất hiện ở ngoài khơi nước Mỹ, thì chắc chắn người ta sẽ phải xét lại về các quy tắc trên biển. Nếu tàu sân bay Trung Quốc có thể hoạt động thường xuyên hơn trong vùng lợi ích cốt lõi của Mỹ, giống như Bắc Kinh chỉ trích các nhóm tàu sân bay Mỹ đưa tới châu Á, thì cục diện Mỹ đơn phương gây sức ép lên Trung Quốc sẽ phải thay đổi. Thưa các bạn, liên tiếp thông tin về tàu sân bay, Hoàn Cầu không hề giấu tham vọng áp sát Mỹ. Kyodo News Nhật Bản hôm 12 tháng 12 dẫn một số hình ảnh cho thấy tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng đã hoàn thành về cơ bản. Giới phân tích dự đoán, chiếc tàu này có thể hạ thủy sớm nhất vào đầu năm 2017. Nhật báo Phương Đông của Hồng Kông ngày 26 tháng 12 dẫn lời Thiếu tướng Trung Quốc Kim Nhất Lam hé lộ
Tàu sân bay nội thứ hai của nước này đã được khởi công ở một xưởng tại Giang Nam từ tháng 3 năm 2015. Dự án này còn được xem là bước then chốt để Trung Quốc bước vào thời đại cường quốc biển. Trong bài xã luận ngày 26, thời báo Hoàn Cầu không che giấu tham vọng vươn vòi sang nửa bên kia của đại dương khi kêu gọi Trung Quốc cần bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch về việc thiết lập điểm tiếp tế cho hải quân ở châu Mỹ Latin. Những việc nằm trong phạm vi quyền lợi của Trung Quốc thì chúng ta nói làm là làm, ai gây hấn thì chúng ta sẽ trả đũa. Trung Quốc không dễ nổi cáu, nhưng khi bị dồn ép thì không cần biết anh là ai, chúng tôi sẽ chân đấm tay đá. Nếu có hậu quả gì thì cả nước cùng gánh vác. Hoàn Cầu tuyên bố, Trung Quốc đang nghiêm túc xem việc hoàn thiện lực lượng tàu sân bay là biện pháp hữu hiệu để nắn gân các chiến hạm của Mỹ tuần tra tự do hàng hải ở khu vực các đảo đá mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Đặc biệt, trong bối cảnh Trung Quốc lo ngại chính sách cứng rắn của Mỹ dưới thời Donald Trump, bất chấp chính phủ Trung Quốc phủ nhận sự trùng hợp về thời gian, hoạt động rầm rộ của nhóm tàu Liêu Ninh diễn ra ngay sau vụ lùm xùm, Trung Quốc bắt thiết bị lặn không người lái của Mỹ đã khơi dậy nhiều lo lắng về sóng ngầm ở Biển Đông. Tổng thống đắc cử Mỹ vẫn im hơi lặng tiếng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.